Khối thiên thạch mang sức mạnh của Kamen Rider đến từ vũ trụ Ginga đã là một pha vô cùng sóng gió với thế giới của Zio. Tất cả mọi người phải hợp lực lại để đánh bại tên Kamen Rider mang sức mạnh từ vũ trụ này. Tưởng chừng đó đã là thiên thạch cuối cùng rớt xuống trái đất, thì một thiên thạch khác cũng mang theo chất chứa một mối nguy hiểm mới. Boom, bọn chúng lại một lần nữa kéo đến, cũng như sự xuất hiện của tên Another Kabuto. Khối thiên thạch này đã dễ dàng bị Zio phá hủy bằng sức mạnh từ 4Z, nhưng nó chỉ mới là khởi đầu. Khối thiên thạch to gấp 10 lần nó đang chờ đợi để rơi xuống trái đất. Không thể nào phá hủy khối thiên thạch to đến như thế. Zio bắt buộc phải lui quân nhằm tìm ra kế hoạch khác tối ưu hơn. Quay lại với trận chiến tại trái đất, kế hoạch của Sogo lại chính là đánh mất hai chiếc Ginga Watch cũng như 4Z Watch, hai thứ duy nhất có thể phá hủy được khối thiên thạch. Nó đã rơi vào tay của Kageyama, Kamen Rider Bunhopper, hiện tại lại chính là Worm giả dạng. Hắn ta còn được sự trợ giúp của Kamen Rider Kickhopper và Guruma, cũng chính là chủ thể của Another Kabuto. Another Kabuto là sự kết hợp giữa Kabuto cùng với Worm. Nó giống như hình dạng một con Worm lột xác ra sẽ tạo thành Another Kabuto vậy, với tông màu đỏ đặc trưng, nhưng thiết kế lại bất đối xứng so với Kabuto. Điểm xuyến là những chân côn trùng trên toàn bộ cơ thể. Phần vai bên phải có tạo hình một chiếc lưỡi liềm. Điều đặc sắc nhất có lẽ là phần đôi tai kéo từ thân cho tới phần miệng của Another Kabuto, giống hệt với tạo hình của Worm. Một đôi mắt đang than khóc hay là sức mạnh muốn nuốt trọn cả thế giới. Phần thắt lưng của anh cũng được thay thế bằng biểu tượng Worm, một con ấu trùng đang dần nở ra. Mang sức mạnh của Kamen Rider Kabuto thì tất nhiên phải có năng lực đặc trưng của thế giới này, đó là Cloud Cup. Anh ta dễ dàng di chuyển với tốc độ ánh sáng để áp đảo kẻ thù. Nhưng trong thế giới, kẻ thì điều khiển sức mạnh của vũ trụ như Ginga hay là Revive Sifu của Kamen Rider Gaze. Không có cách nào mà Cloud Cup ở đây có thể thật sự phát huy được tác dụng. Nhưng dù sao có vẫn hơn không, anh ta cũng phần nào có thể cứu giúp được người em trai Kageyama báo đời của mình trong một số trường hợp nguy cấp. Ngoài khả năng đặc trưng này ra, Yaguruma cũng chính là Kickhopper, nên anh ta dễ dàng tận dụng một đòn tấn công Rider Kick trứ danh của Kabuto. Anh ấy có thể spam đòn tấn công này liên tục khi kích hoạt luồng điện xanh chạy khắp cơ thể để ra những cú Rider Kick chí mạng của người kẻ thù. Rất nhiều đòn thế Rider Kick đẹp mắt đã được anh ta tung ra trong suốt trận chiến.